khách đến từ Hà Nội nha, đang hai dòng loa này đều nổi tiếng các anh nhá. Ok, là TB đời cao nhất của TB bát leo tép leo. Và đây là mã AT. Em cũng đã giới thiệu các bác, nó là cặp loa cực kỳ đáng chơi và hay. Rất rất hay các bác nhá. Chắc chắn là bác khách này sẽ lựa chọn loa AT rồi. Vâng, bác nào các bác thích sản phẩm nào thì cứ comment và đặt mua bên em nhá. Các sản phẩm đều có sẵn. Bên em TB có đủ. TB bát thường, tép thường, bát leo, tép leo, rồi thì bát thường, tép leo. Đấy, còn mã này thì là AT, bát tép 18 sao, dòng loa cực kỳ nổi tiếng. Đấy, em chuyển đi rất là nhiều. Số lượng hàng AT này thì không còn nhiều các bác ạ. Không biết là bác khách sẽ lựa chọn sản phẩm nào đây. Cảm ơn các bác đến từ thủ đô Hà Nội nha. Và em xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bác và các anh em đã quan tâm và theo dõi.